Xin giống em ạ. Xin giống em ạ. Muốn lấy giống từ ông này, tại vì là đẹp trai, xong rồi là còn nhiều tài nữa, rất là giống bố, cái chuyện đấy được rồi, còn chân dài giống em là ok. Và ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ. Xin chào anh Quốc Thuận và xin chào chị Hồng Vân. Mời hai em giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em muốn gửi lời chào tới chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin tự giới thiệu, em là Đoàn Thanh Tùng và nghề nghiệp hiện tại của em là diễn viên. Năm nay là em 32 tuổi. Mọi người thì thường gọi với em với cái tên là Tùng Min hơn là Thanh Tùng. Tùng Min. Dạ. Tùng Min. Rồi mời em. Dạ em là Đỗ Thanh Hoa. Em 29 tuổi. Mọi người thì hay gọi em là Pông Chuẩn và em hiện đang là stylist thiết kế thời trang. Nhưng mà các em là ở Hà Nội hay là đã sinh sống ở Sài Gòn? Dạ bọn em đang sống ở Sài Gòn ạ. Hai em quen nhau từ khi nào? Cái ngày đầu tiên hôm đấy là ngày mà em vào hôm nay để nhận một cái dự án phim. Thì em có hẹn một người bạn cũng làm phim ở một cái quán cà phê ở nhà thờ. Thì cái cô này lại là bạn của người bạn em. Ê, đang ngồi uống cà phê thì cô đi ra, cô ngồi cùng nói chuyện. Thì lúc đấy em không để ý đâu, không có ấn tượng gì nhiều. Sau đấy thì em cũng tìm hiểu là cũng rất là cá tính. Thật ra cái gu của người con gái em thích ấy là không bao giờ được cao hơn em. Và không bao giờ là có nghĩa là sẽ làm cùng trong cái ngành giải trí. Đó, cho nên là em không thích cái điều đó. Sau dần dần thì bọn em có đi chơi, bởi vì em ở ông này thì em rất là ít bạn. Thì em gọi anh bạn của em thì anh ấy lại hay rủ cô bạn này thì tại anh bạn đấy hình như là thích em. Cho nên hay rủ em đi chơi, xong rồi lại rủ anh này. Dại dột thế chứ đấy. Nó nghe là rồi, còn em sao lúc mà em gặp anh này lần đầu tiên thì cái cảm giác em sao? Lần đầu tiên anh gọi anh Tùng là anh Tùng đang ngồi ạ. Cho nên là em không biết anh Tùng thấp hơn em. Nên em thích lắm. Trời ơi, nhìn cái mặt thôi, nhìn cái gọi là cái avatar ấy chị, là em thích luôn. Chết đẹp mê. Trai, chết mê. Về sau thì em cũng chưa biết là anh ấy là có bạn gái rồi. Thì là em rủ anh Tùng hay rủ anh Tùng đi chơi chung với một đám bạn. Em thích ai là hình như là nó viết hẳn lên một cái chữ trên mặt là em thích anh lắm hay sao á. Thế là bạn em vừa nhìn một cái là biết em thích anh Tùng liền. Là này tránh xa ông này ra nhá, ông này có bồ rồi nhá, tránh xa ra. Rất là nhiều bạn em đều nói như thế. Và đến một cái lần mà em hoảng hồn nhất là một người bạn nói với em là anh Tùng có vợ và có con rồi. Thì em mới quyết định là không thích anh này nữa. Tại vì là trời, có vợ có con rồi, né liền. Thì em có hỏi một người bạn em thì hóa ra là anh này mới chỉ cầu hôn bạn gái. Mà cái việc cầu hôn bạn gái đấy rất là nổi tiếng, ai cũng biết hết, mình em không biết. Thế xong rồi tối hôm đấy em về em search trên YouTube để em xem. Trời ơi khóc, quá trời khóc, là gọi là như rơi từ trên tầng 48 của Bitexco xuống luôn. Em thất vọng mà gọi là tràn trề luôn. Tại vì là lúc mà em gặp anh Tùng á, là em thấy là anh Tùng có tất cả những cái điều mà em muốn có ở người đàn ông. Là anh Tùng giống như người yêu trong mộng trong luôn, trừ cái việc là anh ấy lùn hơn em thôi. Chứ còn mọi thứ là gọi là vừa đẹp rồi vừa biết nhảy rồi vừa biết võ rồi chơi đàn piano rồi. Nói chung là một đàn ông chuẩn mực đó. Đó. Ủa nhưng mà lại sao không tới? Bởi vì là cô gái ấy nói có là đồng ý, nhưng mà sau đấy thì là cô ấy muốn đi du học ở bên Úc và cũng muốn là về sau là định cư ở bên đấy luôn. Còn em thì là bởi vì là công việc của em đang ở Việt Nam và em đang muốn làm theo những cái mà mình đang theo đuổi á, nên là như phát triển sự nghiệp ở Việt Nam thì em không muốn sang bên đó. Và cuối cùng là quyết định chọn cô Bông này. Anh Bông, ủa cô Bông chứ. Anh Bông đấy ạ. Anh Bông. Sao là anh Bông? Tại vì là em cũng không biết tại sao, chắc em men quá, ngày xưa em toàn để tóc ngắn. Cho nên lúc anh Tùng gặp em thì anh Tùng tưởng em là less một thời gian rất dài. Có lần nào cảm thấy là trở ngại với cái vấn đề đó không? Lúc đầu mà khi mà em nghĩ rằng là mình biết thực sự Bông là ai đó, Bông là người như nào, thì em thấy có chút trở ngại. Bởi vì em thấy là có khi là kiểu cô gái này muốn quen mình chỉ để làm bình bông thôi. Bình phong. Về phía Bông thì như thế nào? Từ khi mà quen Tùng á, thì Bông có thay đổi về cái hình thức bên ngoài của mình? Em nghĩ là từ lúc mà em quen anh Tùng em mới trở thành con gái thật luôn á. tại vì đó là lý do vì sao em thích anh Tùng á. Bởi vì là anh Tùng là một người rất là đàn ông, mà em cũng là một người rất là đàn ông. Cho đến lúc em gặp anh Tùng
thì em mới phát hiện ra à, có một người đàn ông hơn mình. Là, trong suốt 6 tháng đầu tiên là em gọi là yêu đơn phương anh này. Thì em có suy nghĩ là em sẽ làm single mom, em sẽ không muốn có chồng tại vì em cảm thấy đàn ông quá là tệ. Tức là tất cả mọi thứ đàn ông làm được em đều làm được, tại sao em lại phải có chồng? Nên là em sao tổng, sao? Em muốn có cô ấy muốn sao? Xin giống em ạ. Xin giống em mà. Sao em phải kể chi tiết. Đúng rồi. Tự nhiên em vấn đề như thế nào nè. Lúc đấy là em bắt đầu em mới biết rằng là à, thần tượng mình quá mức rồi. Đó là trước khi mà cô ấy mở lời ra là em muốn một đứa con. Em bảo thế thì không được. Xong bắt đầu lúc đấy là gay gắt với em lắm. Bảo là không cho những gì mà em muốn. Em bảo cái đấy là nó làm cả một vấn đề to lớn chứ đâu phải là xin cái gì nhỏ nhỏ đâu mà xin cái cho luôn được. Trời. Mà em thề mấy anh bảo xin cái đấy với tuần có khi chưa chắc có chứ phải làm việc cật lực lắm mới chứ đùa đâu. Mà xin cái co luôn đúng không ạ? Thì em mới nói, em bảo là thôi bây giờ như này, bây giờ mình cưới nhau đi. Mình cưới nhau xong bắt đầu sang năm sau thì là mình sẽ có. Thì cô không chịu. Cô không muốn cưới em. Cô chỉ nhất định muốn xin giống em thôi. Nhất định là phải xin. Tại vì bản thân em lúc đấy là em nghĩ là anh Tùng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Anh Tùng là một người rất là thương gia đình á, cho nên là anh ấy muốn sống ở Hà Nội. Nên là em nghĩ là trời, ông này có thể đi bất cứ lúc nào nên thôi tốt nhất là mình cứ chắc ăn đi. Lấy giống. Em muốn lấy giống từ ông này. Tại vì là đẹp trai, xong rồi là còn nhiều tài nữa, rất là giống bố cái chuyện đấy được rồi, còn chân dài giống em là ok, là kép vào là ok, cho nên em mới quyết định là em xin anh này. Đến lúc nào thì mới lấy được cái giống của ông? Thế xong rồi cuối cùng em lại là người bị gài đấy chứ anh. Sao cặp vợ chồng này khó hiểu quá. Thì em chỉ xin không được trong vòng 2 tháng là em bỏ cuộc rồi. Là tới phiên ổng. Dạ vâng, bây giờ là đến phiên anh này. Đến lúc mà anh ấy sẵn sàng là bắt đầu anh gài em ngược lại. Câu chuyện là bọn em quen nhau được 1 năm ạ. Thì là bắt đầu anh có ý định ngấm ngầm, có ý định gài em. Dạ. Thì lúc đó em lại không chịu. Vì lúc đấy em lại không muốn cưới, em cũng không muốn có em bé lúc đấy. Lúc đấy đang vui quá mà, tại vì đang yêu nhau, đang vui. Cái lúc xin thì không cho. Cái đến lúc người ta không thèm nữa thì lại cứ bắt lấy. Thì mấy ngày hôm trước đó là anh ấy cứ rủ em đi ăn bò. Với lại đi ăn hàu, xong đi ăn tùm lum tà la chỗ. Với sắc tự nhiên dạo này mới lấy được các xe phim bây giờ cho đi ăn nhiều thế. Bảo trời ơi, lâu lâu mới đưa đi ăn một lần mà một tuần như thế, ăn suốt một tuần. Rồi đến cái lúc mà hai vợ chồng em được mời đi chụp một cái bộ hình cưới ở trên Đà Lạt. Đi lên đó thì gọi là trong người em cũng cảm thấy nó hơi kỳ kỳ rồi á. Rồi em mới bảo anh là em cũng cảm giác là hơi trễ trễ mấy ngày rồi. Thế xong rồi về đến Sài Gòn thì anh ấy mới bắt em là đi mua que thử thai. Thử ra 2 vạch. Thì mọi người cứ hỏi em là có được cầu hôn hay không. Đây là câu cầu hôn của anh ấy này. Alo bố à, cuối năm cưới nhá. Vâng, đấy là câu cầu hôn của anh ấy đấy. Còn em chưa bao giờ được nhận một lời cầu hôn nào cả. Là gọi cho bố vợ hả? Bố anh ấy bố, bố Tùng á, đúng không? Dạ, em bố ơi, cuối năm cưới luôn. À, như vậy là nó là con trai hay con gái? Dạ, là con trai được. Úi giời, thôi xong, mừng quá. giống bố rồi, giống mẹ. Giống bố lắm á, em là đẻ thuê. Chân ơi, chân hơi dài. Dạ, chân thì lại giống em, mày giống quá. Vâng. Như ý em rồi. Dạ, đúng rồi, như ý em luôn. Em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bây giờ là được 6 tháng ạ. 6 tháng, chúc mừng hai em. Dạ, em cảm ơn. Các em là lấy nhau bao lâu rồi? Bây giờ là vài ngày nữa là được tròn 1 năm ạ. Dạ. Chúc mừng. Lễ cưới chắc vui lắm đúng không? Dạ cũng vui ạ, nhưng mà cũng có cái không vui. Sao không vui? Sao không vui? Cái này thì thật ra là do bọn em, thứ nhất là bọn em làm ở ngoài Hà Nội và Sài Gòn. Thì cái ngày mà bọn em làm ở ngoài Hà Nội thì mọi thứ đều suôn sẻ cả. Nhưng mà bởi vì thời gian không có, thế là bọn em làm trong Sài Gòn hơi gấp. Thành ra là cái ngày cưới ấy, có rất ít người đến dự. Thì bản thân em buồn nhiều nhất. Cái ngày duy nhất của một người con gái trong một đời người con gái mà mình lại không làm được cho người ta vui đến mức mà người ta mong muốn, thì em thấy mình bị vô dụng. Thế anh Tùng đứng ở dưới khóc. Em không biết. Bạn thân của em chạy lên trên sân khấu luôn. Em đang chơi mọi người trên sân khấu thế. Nói là anh Tùng đang đứng ở dưới kia khóc đấy, đi xuống xem anh Tùng làm sao. Thế em đi xuống thì anh ấy nín rồi. Thì em trời xuống thấy thương vậy. Khóc. Hồi đêm đó khóc rồi có mừng ăn gì được không? Mừng gì nữa Tết á. Em sẽ mà hỏi những cái chuyện. Thì cái câu đó thì dưới người ta thích nghe đúng không? Mừng gì chị ơi. Vừa có bầu một cái là anh ấy bắt em kiêng luôn. Tới bây giờ chắc mới gần đây 1 tháng mới cho em lại á.
Cho hả? Dạ cho, phải xin á, xin thật sự. Ủa nói nghe nè, cho tới lúc sanh từ luôn. Từ cái lúc mà gọi điện cho bố là đã kiên rồi đúng không? Là hôm sau là bắt nhịn luôn, từ đó cho tới lúc em đẻ xong tới tận tháng thứ 3 mới cho em lại luôn á. Ủa lý do gì mà em kỹ dữ vậy? Tại em muốn vợ em khỏe thôi chứ em tính là em kiêng đến tận nó 6 tháng. Không, 1 tuổi ạ. Thực sự là không khoa học. Không khoa học. Em học cái kinh nghiệm này từ đâu ra vậy? Không biết ai chỉ. Em cũng có nghiên cứu cho bố. Em nghiên cứu xem là có được quan hệ không. Thì đến tháng thứ 4, thứ 5 là cũng được quan hệ rồi. Tại vì là kiêng 3 tháng đầu thôi. Thì xong em bảo với anh ấy là được, không sao hết. Người ta bảo được cái này. Em đưa Google ra em bảo được cái này. Sao ông bảo chứ em buồn cười thế nhở? Em không thấy xấu hổ à? Thế nhỡ con nó biết thì làm sao? Dạ. Thật sự ngoài đời có rất nhiều người như Tùng. Dạ. Nhưng mà em nói thật, em thấy kỳ thật đấy. Tức là hai vợ chồng giống như có ai đó đi nhìn. Vâng đúng rồi. Tự dưng mình đang ấy xong rồi tự dưng nó ngồi nó nhìn nó. Nó ngồi nó nhìn. Coi như là các em đã quen nhau nhiều năm đúng không? Rồi cưới nhau như vậy. Bây giờ về ở với nhau. Bây giờ anh ấy có tật xấu gì không? Em nghĩ là cái việc mà em ghét nhất ở anh Tùng, thứ nhất là ngày xưa lúc mà quen em trời ơi, nước hoa lúc nào cũng xịt thơm nức. Còn bây giờ thì suốt ngày cả cuộc đời em chỉ có, em nghĩ là lúc ấy lấy anh ấy là cả thanh xuân của em là đi ngửi tất của anh ấy và ngửi của lót của anh ấy thôi. Tức là anh ấy có một cái thói quen là anh ấy đi làm về là không bao giờ anh ấy để tất ở đúng cái chỗ quy định. Tức là tất của anh ấy lúc thì ở trên bàn ăn, lúc thì ở tivi, lúc thì gọi là vứt cả vào cái đống đồ quần áo sạch em mới giặt xong. Thì tất nhiên là em phải kiểm tra xem nó là sạch hay là bẩn. Là phải hỡi. Thì ngửi, trời ơi có mấy lần em suýt ngất đấy anh ạ. Em gọi là tí ngất luôn. Cái thứ hai là mọi người thì nghĩ là rất là thích người đàn ông của mình gọi là giúp đỡ việc nhà, nhưng em thì không nha. Bởi vì mỗi lần mà anh dọn nhà là anh lầu bầu kinh khủng khiếp luôn. Ví dụ là tại sao cái bình hoa này lại ở đây nhỉ? Sao lại ở đây nhỉ? Hôm trước anh để ở trên tủ lạnh cơ mà, nhưng mà chính anh ấy là người đã bỏ xuống đấy á. Tức là mỗi lần mà anh ấy dọn là anh ấy bới hết tất cả mọi thứ ra giữa nhà, xong rồi anh sắp xếp lại. Là tủ lạnh hôm nay ở đây, ngày mai ở kia. Tức là anh ấy thích làm mới như thế. Ok, dọn thì cứ dọn đi, nhưng mà cứ cái kiểu lầu bầu ấy chị. Cứ làm cái kiểu nói lèm, đúng lèm, rồi. Lèm bèm. Tại sao cái nhà nó bẩn nhỉ? Tại sao nó lại như nó khó chịu lắm đúng không? Khó chịu lắm luôn. Khó chịu nên buông đi để tôi làm đúng không? Đúng rồi ạ. Mà vợ em có bao giờ làm đâu. Đúng rồi ạ. Chuyện nhà, dọn dẹp nhà, cái thứ em toàn làm không? Rồi còn gì nữa bông? Anh ấy rất là nhây. Chọc đúng không? Dạ đúng rồi. Anh ấy rất hay quay mấy cái clip mà lúc em xấu nhất. Để anh ấy đăng lên Facebook lúc mà em bầu á, em xấu xong béo. Trời ơi mà mặt anh ấy lúc mà anh ấy trêu em chị, nào là mặt xấu đi chồng. Trời ơi thế như một con khỉ đột ấy, em thật sự luôn. Cái mặt em xấu cỡ nào nó Tùng cho anh coi Tùng. Thật ra là em làm có bao giờ là xấu được đến mức khỉ đột đâu. Đâu mà thử coi. Mong bây giờ mong kiểm chứng được rồi. Bây giờ anh ấy không làm đâu anh ơi. Trời ơi trước mặt nhiều người là anh ấy giống như lúc nào anh cũng như là một thần tiên, một gọi là đấng thần linh ấy, nhưng mà về nhà với em anh như thần kinh ấy. Đã thế trời ơi. Sao nữa em? Cái gì nữa? Đánh rắm thối khủng khiếp anh ạ. Mà anh ơi, vấn đề rằng là em biết đấy là vấn đề sinh lý, nhưng không thể nào mà hai vợ chồng ở trong phòng máy lạnh đánh rắm im lặng. Xong rồi mỗi lần mà em thấy anh ấy quạt cái chăn như này là em biết anh vừa đánh rắm mà. Thật sự luôn, bực mình bởi vì là một lần thôi không sao đúng không chị? Một tối mà phải 3-4 lần như thế mà em đang làm việc, em đang cầm iPad, em đang làm việc như này. Ông đánh rắm xong ông hầy. Mình biết thì mình che đi. Không, ông phải hầy đến bao giờ mà em kiểu tức điên lên đâu. Thú vui thôi. Đó, thú vui. Đúng rồi, thích lắm ạ. Thực sự rất thích trò đấy. Mà có nhiều hôm nhá, có nhiều hôm có nghĩa là nó không ra tiếng đâu. Em làm sao mà để nó im. Xong rồi em làm em quay lưng bên này, vợ em đang làm mà em chỉ cần nghe anh ơi, đấy là em biết là nó bay đến đấy rồi, là em thích lắm ấy. Em không hiểu tại sao mà em lại có cái thú vui như vậy, nhưng mà em nghĩ là khi mà người ta về ở với nhau rồi thì là những cái thú vui đấy nó là bình thường. Em đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà càng hiểu nhau thì càng yêu nhau mà. Trời, làm chi thương nhau vì cái mùi đấy đấy. Dạ vâng, đúng rồi đấy anh. Rồi còn cái gì nữa không? Em có thường xuyên nấu ăn cho anh ăn không? À đấy, nói đến chuyện ăn uống, trời ơi em ghét điên luôn. Phụ nữ mình nấu ăn rất là cực đúng không chị? Nấu 2-3 tiếng nhưng mà ăn thì một lúc thôi. Thì có cái một lúc đấy thì em nghĩ là em rất là quý trọng cái bữa ăn của gia đình á. Nhưng mà anh ấy thì cứ đến cái bữa ăn là anh và được một miếng là anh ra anh lau kèn. Xong anh ra anh chơi đàn. Xong anh ra anh cầm điện thoại. Tức là cứ đang làm cái việc nọ anh nhảy ra làm cái việc kia. Em nấu 2 tiếng đồng hồ anh ngồi ăn được 2 phút, xong anh đi ra ngoài anh làm đủ thứ trò mà em gọi không quay lại để ăn với em bữa cơm cho nó xong ấy. Mà em đã no chưa? Dạ.
em no rồi ạ. Thì em đấy không ăn có 2 phút mà no cái gì? Không, ăn nhanh cực kỳ. Em ăn rất là nhanh. Thì em không hiểu là tại sao, lý do gì mà vợ em cứ bắt em phải ngồi đấy. Còn trong khi mà em ăn xong rồi thì ăn xong rồi thì phải để cho em đi ra chỗ khác, em xem tivi hay em làm việc của em đi. Không, bắt em ngồi đấy. Em còn tính đến cái nước là hôm nào em phải tạc tượng em để đấy ạ. Có nghĩa là em ăn xong là em bê cái tượng em để đấy mà. Đó là bệnh rồi. Em sợ là lắm. Bệnh đó. Vâng. Rồi giờ hết chưa em? Em nghĩ là còn, nhưng mà thôi chắc em chỉ kể đến đây thôi. Tùng em ơi, cho chắc, anh cơ hội. Chắc Bông nó có tật xấu đúng không Tùng? Ôi nhiều lắm anh. Nhiều kinh khủng anh. Nhiều từ lúc mà ngày đầu tiên em gặp đã có rồi mà anh. Cái tật xấu của vợ em ấy là đầu tiên là như này. Ăn vô tội vạ, ăn một cách kinh khủng luôn. Ăn không có nếp luôn anh. Không hề có nếp thế nào. Em biết rằng là cái việc là cái người phụ nữ mang bầu thì là ăn rất là nhiều và thích, rất thích ăn. Hai vợ chồng vừa mới ăn phở xong này, đi ra ngoài nhìn thấy bên cạnh đang rán bánh chưng. Phải làm chiếc bánh chưng em về đã. Không biết có ăn không nhưng mà bắt em mua. Mua bánh chưng xong ra góc bên kia đường đang thấy có một cái quán bán xôi với cả bán bánh giò. Cũng phải mua xôi và bánh giò đem về. Khi về nhà em hỏi có ăn không. Thế xong rồi nói em bảo một câu bảo thôi em không ăn đâu, anh ăn đi. Thì em bảo bây giờ trời ơi ăn đêm béo lắm mà em không thể nào mà em ăn được, bởi vì là em đâu có đói đâu. Vợ em bảo là người ta nói dân gian có câu ấy là bà bầu người ta ăn như nào mình phải ăn hết, không là về sau là con sẽ yếu rồi con sẽ không phải. Thôi em lại phải ngồi ăn. Xong đến lúc mà em đi phim là nguyên cái bộ đồ mà bình thường em đi là em không mặc vừa cái nào hết. Là cái tội là không giữ hình ảnh của em. Có nghĩa là thích cái gì là mua về là không bao giờ ăn. Cái thứ hai là ở bẩn. Có nghĩa là em biết là cái ngày mà thường thường của phụ nữ ấy, là em biết là cái ngày đấy rất là tế nhị không? Không, ngày đấy là đòi. Thường thường là đèn đỏ thì người ta phải dừng chứ trời. Tao nhưng có cho đâu mà kể. Lại không cho, trời ơi. Còn bắt em mặc áo mưa vào để cho cơ mà em không chịu chứ. Mà em biết là... Anh xạo thật sự luôn. Lại xạo, trên này là không được nói xạo, mình phải nói thật lòng. Được đấy. Tiếp nữa đi em. Được đấy. Rất hay ợ. Ăn xong là kể cả có bố mẹ em ngồi đấy hay là có bất cứ ai ở đấy là ợ. Cứ nhìn vào mặt em là phải ợ cái đã. Em cảm giác như hiểu cái mặt em là cái mục đích để cho bà ấy ợ sao ấy. Mà lúc nào ăn xong cũng nhìn em mà ợ. Đấy là lý do tại sao mà em ăn xong là em phải đi dạo khác. Cái nữa là ngáp rất là to. Phụ nữ thường thường người ta ngáp người ta phải che miệng. Không. Mỗi lần ngáp ở nhà hay ngáp ngoài đường là không... là ăn hết cả thế giới. Là mở hết cỡ luôn, mở một cách kinh khủng. Có nghĩa là mở em cảm giác như kiểu là hôm đấy ngáp là sái quai hàm luôn ấy. Mà không bao giờ biết lấy cái tay để che vào mà em. Nhưng mà em có ý kiến. Không, phần này phần của anh. Không, nhưng mà em cho em ý kiến không, một cái. Phần này phần của anh. Phần nhưng của mà, em trời ơi, nhưng mà chị khi mà chị ngáp á mà có người chọc cái ngón tay vào cái mồm chị có khó chịu không? Rồi lần nào em ngáp ông cũng chọc thẳng không, cái ngón mà cái tay đấy vào lại mồm là cái em luôn vui của em. Đúng. Vợ em mà ngáp cái là em chọc nguyên cả ngón tay vào mồm luôn, là lúc đấy là ngậm luôn, là không ngáp luôn. Và cái tật xấu của vợ em nữa là hay móc mũi. À, móc mũi. Vâng, hay móc mũi mà móc một cách kinh khủng, móc tôi vô tội vạ luôn. Mà có nhiều lúc mà đang ngồi mà kiểu em biết là giống như kiểu là nó thành cái thói quen rồi, không kiểm soát được rồi. Nó dài đến tận từng này rồi mà vẫn cứ ngồi vẫn kéo một cách. Trời ơi. Bữa đó sổ mũi là sao vậy? Không mà bình thường đã thế rồi. Vâng. Xong bắt đầu là kéo đến dài này, vẫn kéo. Đến lúc mà em quay sang em bảo vợ không nhấc ra mà đưa nó lại vào bên trong. Em mới thấy bảo trời ơi lạ thật. Không biết là cái người phụ nữ mà ngày đầu tiên mà em gặp ấy, có nghĩa là đi đứng rất là đàng hoàng. Có nghĩa là ăn miếng nào là che miếng nấy, hắt xì hơi cũng che. Bây giờ tại sao là như vậy? Đến bây giờ em không hiểu sao vợ em lại ra sinh ra cái nếp. Ở nhà chắc hai vợ chồng vui vẻ với nhau lắm đúng không? Bây giờ hỏi một cái chuyện thầm kín thôi. Trong cái lúc mà hai em đang vui vẻ ban đêm á, thì có vui không? Vui cho anh vui lắm. Em ơi, anh Thuận là người vui nhất ý. Ôi ôi. Em phải công nhận là trong cái lúc đấy rất vui. Rất vui. Nhưng rất mà vui cho thôi. Vui rất có... ít ạ. Vâng. Không, nhưng mà đã vui thì là phải rất vui. À, rất vui. Thí dụ ơi, rất vui như thế nào? Có nghĩa là khuấy động phong trào lắm. Em khuấy động phong trào của tổ dân phố lắm. Mỗi một lần bọn em mà làm chuyện đấy là em nghĩ là không ít hàng xóm cũng biết là bọn em đang làm gì. Có một lần là bọn em làm gãy cái giường. Gãy giường của khách sạn. Dễ không? Dạ, gãy cái giường của khách sạn luôn. Bây giờ thì em muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Thực sự là em cũng muốn là vợ em thay đổi một chút là quan tâm đến những cái việc ở trong nhà nhiều hơn.
Bởi vì ít ra là một người phụ nữ thì nên có những cái mà chăm lo trong gia đình nhiều hơn. Có nghĩa là khi mà em đi ra ngoài hay em về nhà, em cảm thấy là mình không phải là người phụ nữ, mình là một người đàn ông. Bởi vì em thấy là ở nhà em làm hết à? Chuyện gì ở nhà nấu cơm hay là giặt quần áo hay tắm cho con em làm hết. Thế nhiều lúc em nghĩ là chắc có lẽ là giới tính em sẽ phải thay đổi từ giờ đến cuối đời. Em sợ mệt quá. Chị Tùng anh Bông. Thế còn Bông, Bông muốn Tùng thay đổi điều gì? Thực ra nãy giờ em kể xấu thế thôi chứ em cũng không muốn anh ấy thay đổi điều gì. Tại vì bản thân em lúc em chọn anh ấy thì em đã biết hết những cái của xấu xa đậy lại của anh ấy rồi. Em biết hết. Em còn nói vui là trên cái cuộc đời này có thể có nhiều người yêu anh hơn em nhưng mà không có ai mà hiểu anh bằng em. Nhiều khi cáu thì cáu thế thôi nhưng mà em cũng vẫn thấy vui. Đúng rồi. Thực ra chị thấy vợ chồng tụi em á nó dễ thương, dễ sợ luôn á. Quá dễ thương. Hai vợ chồng đều có những sở thích quái đản á. Đúng không? Không có ai thua hay đâu. Đúng rồi. Đấy là cái lý do tại sao mà em tìm được cái sự đồng cảm giữa em và em. Nói chung là em cũng quái đản. Nhưng mà chỉ có cái mong muốn của Tùng á, chị thấy em hơi lưu ý chút xíu thôi. Dạ. Hãy cho anh ấy là người đàn ông chúng nó trổ thiệt đó em ơi. Dạ vâng. Trổ. Cho nên bây giờ là phải để anh trở lại tư thế người đàn ông từ bây giờ. Nha. Vâng ạ. Ôi vợ chồng này quá đẹp đôi, quá hạnh phúc rồi. Anh chỉ chúc cho hai em cứ như thế này, cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Hai chị em mình ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ một cặp vợ chồng hết sức là đặc biệt nha. Và đặc biệt như thế nào? Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Dễ thương quá. Mời hai em ngồi. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô ạ, con chú ạ. Con là Lê Diên Hạnh. Thì con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh? Vâng. Con ở đâu? Con đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội ạ. Từ Hà Nội? Vâng. À, bây giờ vẫn đang sống ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Mời em. Dạ vâng ạ, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên, con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. À. Vâng. Con kinh doanh gì nè? À, con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Bây giờ nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nào? Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó ạ. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Dạ. Con cũng có từng một chút mọi người biết đến một chút bởi vì là con có trả lời một cái cuộc phỏng vấn tiếng Anh với đất nước Hàn Quốc ạ. Và khi đó thì cũng anh ấy đã mời con đến và sau đó thì hai người quen nhau nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì ạ. Vâng, không có ấn tượng. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị, không có một cái gì. Vâng. Không ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện? Con thì con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Và thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot kiểu mà bỗng chốc kiểu như là sau một đêm nổi tiếng luôn sau cái có tiếng tăm đó. Kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ tức là khi mà mình làm thì mình phải tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy. Thế là con tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi. Và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Thì con cũng có một cái ấn tượng kiểu nhỏ nhỏ cứ kiểu như là con thì con rất là ngại. Đã. Mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi gắp để cho ăn. Kiểu cũng vô tư đúng không? Có nghĩa là kiểu thế này vô tư ạ. Thoải mái. Dạ có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói ạ và cũng hơi là lạnh lùng. Thành ra là con gặp con cứ nè bạn ăn đi không phải ngại, ăn đi, cứ ăn hết đi, không sao hết, cứ ăn đi không sao. Ở đây là vui, thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng, thế là bạn đấy tới. Và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Và hoàn toàn chưa có ấn tượng gì luôn. Tức là con thì chưa có ấn tượng với bạn này nhưng mà con thì có ấn tượng với Tiên không? Kiểu một chút xíu đấy, kiểu như là xíu đúng không? Một người rất là thoải mái, kiểu như là trong rất là tự tin đúng không? Một mình Tiên như vậy. Kiểu nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Có không? Dạ vâng. Đâu kế hoạch con sao con trình bày coi để cho là bạn xem đài người ta sẽ
học theo cái cách của con đó, cách kiếm đổ đó. Cách nào con thì con kiểu như là thực ra cái cách này con được tư vấn đấy. Tư vấn từ một người anh khác. Anh bảo bây giờ anh bảo chú như này, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú mua gió hoa quả ô mai, hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến, mà con đến thì con cứ kiểu như này, con đến sắp đến nhà con bảo Thủy Tiên ơi, ra đây anh nhiều tí, đây hôm nay có ít hoa quả không. Xong rồi con đi về luôn. Xong cứ thế thôi, đưa vào về. Nhưng mà đưa xong rồi dần dần nói mấy hôm không? Đầu thì mình phải như vậy, mấy hôm sau bắt đầu đến bước thứ hai là sau mình cả, tức là con đến trong khi Thủy Tiên kiểu chưa trang điểm gì mà chưa gì cả, thế là đến rồi rủ đi chơi xong lượn vòng xong đi về. Nhưng mà Thủy Tiên anh hỏi nè, cái ngày đầu tiên mà anh qua đó, anh đưa cái giỏ trái cây đó, dạ vâng, anh dám ăn, con dám ăn không? Có, tại vì con không sợ trong đó có độc. Dạ không ạ, tại vì sao ạ? Lúc đó thì chúng con chỉ là bạn bè công việc thôi ạ, hoàn toàn chưa có gì. Anh ấy rất là kỳ lạ, bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo, alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này. Rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây, hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong, rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền như vậy. Nói một tiếng nào. Dạ. Nhưng mà không hiểu làm sao, cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm. Nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn một từ gần nào nữa. Giống như cô giáo dạy tới lớp 3 là cô giáo chết. Cô giáo chết rồi đó. Nghĩa là tại vì cưa dính rồi đó, bây giờ đâu cần mua nữa. Dạ. Đúng không? Rồi vậy là sao? Rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là đi chơi với nhau? Theo một cái cách mà đã bắt đầu nhịp tim cùng đập á. Trời ơi, phải lâu lắm ạ. Tại vì anh này anh ấy cũng nhát đi ạ, không dám tán tỉnh đâu ạ. Cứ đến xong rồi về như vậy ạ. Và kể cả có đến mà đưa đi chơi á, thì cũng con cũng không có trang điểm gì hết. Tại vì bạn bè thôi, chỉ nghĩ là đi vòng vòng để nói về công việc thôi. Và cứ đi nói chuyện xong con cũng thấy anh này cũng quan tâm lắm. Nhưng mà không thấy kiểu ngỏ lời yêu hay là tỏ tình hay nói bất cứ một cái gì cả. Thế là con cũng thấy người ta có cái ý với mình mà mình không nói gì cả. Con mới tức. Con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi. Thế con mới nói với anh này như thế này. Con bảo là nè anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó. Em mà sang bên đấy em thấy anh nào mà đẹp trai nam vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha. Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng này em ơi không có được nha. Không như vậy là không có được. Nhưng mà con hỏi thế tại sao? Thì anh ấy chỉ nói là như vậy là không được. Vẫn nhất quyết là không tỏ tình hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó, hay là em yêu anh đi, hay là em đừng có gì ạ. Có sao kỳ vậy không? Là sao mà nói là không được là... mà không nói lý do. Dạ. Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là cũng chỉ tầm hơn một tháng thôi. Dạ. Hơn một tháng thôi, nó nói lâu quá. Mình cứ tưởng là cả năm năm mấy. Ai dè là coi như là chỉ mất tốn tiền hoa quả là một tháng trời. Tháng thôi, như vậy là chính xác là có 30 ngày đó. Đó. Rồi bây giờ nè, cái nhân cái cơ hội đó là bao lâu thì con tức là khi bỏ tình với cổ. Khi mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là dính bẫy rồi đấy. Ôi. bẫy rồi đó. Dính rồi đấy. Thì tức rồi là, sao câu đó là con tiếp tục làm gì? Tức là chờ khi mà Thủy Tiên đi bên đấy về xong ạ. Tức là khi mà con nói là thôi em không được có bạn trai bên đấy, chắc là Thủy Tiên cũng biết là mình thích rồi, mình chưa nói thôi. Thì chờ Thủy Tiên đi về xong rồi ấy đấy, xong rồi mà đi bao lâu? Có Thủy Tiên đi Thái Lan mấy hôm cả? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Xong rồi về nhà thì anh ấy có lại còn trêu lại là thế đã tìm được anh nào chưa? Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đây nè. Như vậy đó. Đó là cách tỏ tình đó chị. Lời tỏ tình đáng yêu đó. Đó. Mừng, vui quá, vui. Thôi nhưng mà lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý liền không? Trời ơi, đang ế mà chú. Đang cô đơn mà. Trời, đồng ý luôn ạ. Dạ vâng. Là có nghĩa là gần 2 tháng đúng không? Dạ. Gần 2 tháng. Đúng chính xác là 1 tháng. Tháng tuần á. Tháng tuần á, đúng không? À. Dạ. Là hai đứa là chính thức là cảm mến nhau, yêu nhau. Dạ. Nó nghe nè, con á là một hot girl, đúng chưa? Dạ. Cũng có chút tiếng tăm. Nhưng mà tại sao lại không có bạn trai? Mà tại sao con lại quyết định là chấp nhận ảnh? Thật ra lúc đó thì con chưa có gọi là mình mới thử gọi là làm quen thôi ạ, gọi là mình nhắn tin trò chuyện với nhau nó nhiều hơn, rồi mình cho nhau một cái cơ hội thôi, chứ lúc đó vẫn là chưa yêu đâu ạ. Vâng, lúc đó là cho nhau cơ hội là để mình quan tâm nhau hơn, mình trò chuyện vào mỗi buổi tối, chứ trước đó thì cứ đến tối là anh tới thôi ạ, chứ còn cũng không nói chuyện nhiều ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau vào mấy năm rồi? Được
một năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ. Nếu như cô đoán không lầm thì chắc chắn là như vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Mà vệ tinh này cũng thuộc loại là vệ tinh bự chứ không phải là tầm thường đúng không? Đúng không? Dạ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái trí ạ. Thì đầu tiên là thật ra về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán. Đó là lúc đó là còn đấy, nhưng bây giờ nó con bự lắm. Ngày đó con có 48 cân, bây giờ con 60 cân rồi. Nó càng ngày nó càng phát tướng ạ. Thì là cái lúc đó thì anh này tán, nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy. Bởi vì anh ấy có cái anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ. Ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người người ta muốn lấy mình luôn ạ. Mà người ta cũng là người có điều kiện đấy ạ. Nhưng người ta kiểu con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút. Ví dụ nhỉ, anh thấy em làm cái này là không có được. Em không nên làm cái này. Em nghe anh đi, anh là đi trước, anh luôn luôn chỉ cho em những cái tốt nhất. Rồi thì em làm này là không được đó. Rồi là sẽ có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ. Anh này thì cứ nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh ấy sẽ nói rằng: Tiên ơi, nếu mà em làm ra cái trường hợp này nha, thì em sẽ có thể đem đến là cái hậu quả như thế này nha. Cái này thì anh tùy vào cái hành động của em thôi. Nếu mà em có quyết định thì anh vẫn tôn trọng. Đó. Và qua rất nhiều lần, vì con rất là ương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn là con sai nhiều lần. Thì sau đó con thấy là trời ơi, anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá. Nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục. Từ cái cách anh ý rèn luyện mình chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ. Anh ấy không áp đặt mình. Dạ. Rồi cô muốn hỏi chút xíu con. Dạ. Ha. Vâng. Thì khi mà con gặp Thủy Tiên là trước đó con đã có yêu ai chưa? Trước con yêu rồi ạ. Có yêu rồi. Vâng. Mà lúc mà con gặp Tiên là lúc đó con đang độc thân hay là con vẫn là có đang có tình yêu? À, lúc mình vừa mới chia tay ạ. Vừa mới chia tay luôn. Rồi, và con quyết định là đeo đuổi cô gái này đúng không? Thì con tìm thấy cái điều gì đặc biệt ở Thủy Tiên? Con thì con... Bạn ấy tìm được ở con điều đặc biệt ở đó. Thì còn con thấy bạn đó đặc biệt điều gì? Con thì con thấy bạn này bạn ấy... Cái đầu tiên là nhìn vào rất là xinh. Đấy, cái hồi đấy. Nhưng mà bây giờ con thấy xinh hơn cơ. Mập lên thì xinh hơn. Xinh mà. Vâng. Thì cái tiếp theo là cái bạn này bạn ấy kiểu thoải mái. Kiểu như là mình bảo là bây giờ mình mà lấy một người vợ thì mình phải gọi là mình phải cảm thấy được là người vợ của mình phải là người thoải mái. Kiểu như là người ta bảo là giàu vì vợ, giàu vì bạn sang vì vợ đấy. Thì con thật cảm thấy là khi mà bạn này bạn ấy mà đi cùng mình, bạn ấy mà đồng hành cùng mình thì mình sẽ cảm thấy mình rất là sang lên cái thứ. Hay quá. Rồi bây giờ anh muốn chú muốn hỏi Thủy Tiên. Dạ vâng ạ. Tức là như hồi nãy cô Vân có hỏi con là ở cái tuổi của con mà với một cái nhan sắc của con thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều vệ tinh có điều kiện để mà quay quanh con. Dạ vâng. Vậy thì khi con chấp nhận con quen ảnh, vậy thì khi mà con về nhà ảnh á, thì con thấy ảnh gia đình ảnh như thế nào? Có điều kiện hay không? Hay là có được như những cái điều mà như vệ tinh của con những mà theo đuổi con á? Dạ vâng ạ. Con thì con cảm mến thì là tâm phục khẩu phục anh ấy. Và con lại có một cái điều mà anh ấy rất tuyệt vời luôn, là anh rất là hiếu thảo. Rất hiếu thảo luôn ạ. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ. Nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau. Và thật ra con thương và con cảm mến, cảm phục. Bởi vì anh ấy là gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó. Nghèo khó đi lên ạ. Và trong cái thời điểm mà quen con thì vẫn chưa có cái điều kiện gì cả. Nhưng con thấy được cái ý chí và cái cách mà anh ấy đã rèn luyện lên con đó. Và khi anh ấy, thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ, là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần, đang không lại gõ cửa phòng mẹ, xong: mẹ ơi, cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Có nghĩa là vâng ạ. Rồi nhắn tin: con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi anh ấy, có nghĩa là nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một
anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi nói mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Đó lại là một cái dạ. Là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ. Bởi vậy mắc lòng mắc ruột. Tại vì thằng con trai của cô á, dạ, nó cũng vậy á. Vâng. Tức là bạn này là tuổi Sửu nè đúng không? Dạ. Con tuổi Sửu, hai đứa đều là tuổi Sửu hết. Vâng, con kém hai tháng. Dâu vàng đó. Vâng. Dâu vàng. Thì con có biết là khi mà cái người mẹ mà được nghe những cái điều đó từ con trai của mình hoặc là con gái của mình. Con gái thì là bình thường nha, nhưng mà nếu với con trai thì nó hạnh phúc khủng đúng khiếp. Rồi. Mệt cỡ nào mệt, chỉ cần nó hỏi thăm là hôm nay mẹ mệt không, mẹ đi làm mệt không? Dạ. Mẹ ngủ ngon nghe, love you. Ví dụ vậy là thôi đó. Đã vậy thôi chiều. Bao nhiêu nhọc nhằn là tan biến. Mà thường thì là đầu là lúc đầu mà khi mà con ở thì với mẹ thì thật ra mẹ cũng hơi ngại. Xong rồi có một lần là như này, con bảo con gọi điện xong con chúc mẹ ngủ ngon, con bảo con yêu mẹ xong. Xong rồi mẹ không nói gì cả. Tức là mẹ bảo ừ thôi thì con đi ngủ đi nhá, đi ngủ sớm đi, hai đứa đi ngủ sớm đi. Xong rồi con lại gọi lại một lần nữa. Tức là tắt rồi và con lại gọi lại một lần nữa, con lại hỏi là mẹ quên, mẹ chưa nói yêu con à? Thế là mẹ bắt đầu mẹ yêu con, thế bắt đầu là đi ngủ. Dạ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình một đời mình sống được gọi là cứ cho là 100 năm đi. Thì còn 100 năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Còn hơn là đến lúc mẹ không nghe được nữa. Dạ. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Dạ. Và ngay cả bản thân anh cũng vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Bởi vì đàn ông nó thật rất là nhiều đàn ông Việt Nam mình rất là ngại, rất là ngại bày tỏ đó. Anh có thể mua những cái món đồ để mà mẹ anh thích, hoặc anh có nghĩa là anh có thể làm một cái gì đó cho mẹ anh, nhưng mà để nói một cái câu mà mẹ ơi con thương mẹ quá, con yêu mẹ quá như Duyên Hồng thì thật sự rất là khó đó em. Mà rất rất nhiều những người đàn ông như vậy. Trời ơi, anh ấy còn ôm mẹ hàng ngày rồi thơm mẹ, trời ơi thơm chụt vào má, cứ chụt, trời ơi con xem mà thật, còn lúc đầu con cũng ngại quá. Thôi để anh chút nữa. Lúc đầu con cũng ngại lắm, nhưng bây giờ con cũng quen. Bây giờ trong gia đình ví dụ như là con mới về nhà cái là anh Hạnh chứ. Nào ba mẹ con thơm nhau nào, trời ơi đó. Nhưng mà sau khi mà con chứng kiến những cái việc chồng con làm với mẹ như vậy, con có thay đổi cái thái độ của con với mẹ mình không? Có là con bắt đầu có nói là con yêu mẹ, con ôm mẹ không? Thật ra thì mẹ chồng con thì rất tuyệt vời. Không, với mẹ, với mẹ đủ của con á. À, với mẹ của con ạ. Ừ. Dạo gần đây thì có ạ, có bắt trước rồi ạ. Có bắt đầu là cũng mẹ con rồi, con yêu mẹ rồi, là mẹ cũng yêu con. Mà ngày trước là hai mẹ con là hay là cãi lộn, vì là hai mẹ con là kiểu không khắc khẩu ý ạ. Khắc khẩu, và hay cãi lộn lắm ạ. Hoặc là cứ ngồi gần nhau là thấy là kiểu như là rất là yêu thương nhưng không có ấy. Nhưng mà dần dần bây giờ con rất là tôn trọng và nói yêu thương. Thôi con ơi, như vậy là con bị lây chồng con rồi. Lây cái điều quá tốt. Nhưng mà lây điều đó là quá tốt, chú cổ vũ và hy vọng chú cũng bị lây bởi chính hai vợ chồng con luôn. Chị nói em là em phải như vậy mới được, nó đã lắm. Yeah. Khi mà mẹ em nghe em nói, mẹ em sẽ rất đã, giống như chị mà nghe thằng Phi nó nói như vậy với chị đó, chị sung sướng lắm. Đó, cảm ơn hai em với chia sẻ điều đó. Và không chỉ anh không đâu, mà quý vị khán giả, đặc biệt là quý vị khán giả nam á, những người đàn ông trưởng thành, chúng ta cũng nên có một cái sự gọi là bày tỏ cái tình cảm đúng của rồi. Mình với mẹ của mình và với ba của mình luôn. Đúng. Rồi thôi bây giờ mình trở lại đi, lần đầu tiên con gặp mẹ của bạn này thì như thế nào? Dạ, mẹ của anh ấy thì mẹ là một người mẹ rất là tuyệt vời ạ. Con thương và cảm phục bởi vì anh ấy là một người con hiếu thảo này, một người rèn luyện lên con những cái đức tính tốt hơn này, con thấy mình trưởng thành hơn này, và đặc biệt nữa là một người mà vươn lên từ trong nghèo khó. Hai mẹ con anh ấy tần tảo nuôi nhau. Mẹ anh ấy thì là làm công nhân bốc gạch ý ạ. Đó, với số lương rất là ít ỏi, nhưng nuôi anh ăn học đàng hoàng. Và sau đó thì khi mẹ anh nghỉ hưu rồi, đó thì là mẹ anh có đi làm phước, làm phúc đó. Là đi nuôi các bạn nhỏ chất độc màu da cam ấy ạ. Ở trong tại làng hữu nghị Việt Nam ấy ạ. Thì lần đầu tiên con gặp mẹ là khi mà công ty chúng con là tổ chức cái đêm trung thu từ thiện để tới gặp và tặng quà cho các em.
Thì khi đó thì ở tại đó thì cũng có rất là nhiều mẹ nuôi, có 12 mẹ trong một cái ngôi làng, và ví dụ như là một mẹ sẽ chăm là 20 cho đến 25 em luôn ạ. Mà trong khi các em thì cũng có những em mà chưa biết gì, hoặc những em là có một chút những cái như là khiếm thính hoặc là khiếm thị hoặc là không thể sinh hoạt được. Dạ, có nhiều hoàn cảnh. Dạ vâng. Nhưng mà khi mà con hỏi rằng là các em ơi, các em thương mẹ nào nhất? Con có hỏi một câu như vậy thì các em nói là chúng em thương mẹ Thúy nhất. Wow, thế là lúc đó là con biết là mẹ con rất là nhân hậu, rất là nhân từ và chăm sóc các em là không có dễ, dạ, không có dễ dàng đâu, nhưng mà mẹ con có thể là dịu dàng để chăm sóc các em mà khiến cho các em thương được thì phải nói là tuyệt vời và số 1 đấy ạ. Ôi, mẹ của Hồng hôm nay nghe này nó mát bởi vậy. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không? Và cái thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành, con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng hơn ạ. Đáng yêu gì đâu. Vâng, bởi vì là đổ nhau trước đấy ạ. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai mẹ con đổ nhau trước. Dạ. Trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết, là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Dạ. Thôi nói chung là nghe các em kể như vậy là thấy cái tình yêu của các em quá đẹp rồi. Dạ. Bây giờ anh hỏi nhẹ cái thôi. Dạ. Trước khi tới cái phần hấp dẫn. Dạ. Đó là từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau có bao giờ mà hai đứa giận nhau, và có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Wow. Được, chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà cãi nhau giận nhau đến mức mà đến mức mà kiểu trời ấy rồi thì có ạ, kiểu như mà là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Có chia tay không? Wow. Không ạ. Không hẳn là chia tay, nhưng mà nó bùng nổ. Bùng nó nổ dữ dội. Trời ơi. Dạ. Đó là cái chuyện gì? Đều rất đâu là lý do con kể coi. Con thì con thì không nhớ lý do. Nghĩa là cái trận mà bùng nổ lớn nhất đó là lý do nguyên nhân gì? Đó. Lúc đó con cũng không nhớ là làm sao mà chia mà giận dỗi mà định nói chia tay, mà gọi là gần như là sắp chia tay rồi đó. Có liên quan đến người thứ ba không? Không. Hay người cũ hay là... Dạ không ạ. Nhưng mà có nghĩa là trong cái quan điểm sống một chút thôi. Thì là con... Thì là lúc đó có duy nhất một lần thôi ạ. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau, nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Rồi anh đập piu một cái. Anh bảo là bây giờ đã... Nếu mà chia tay thì anh không có chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn. Con bị sốc luôn. Con bị gọi là con... Trời ơi, con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về, anh ấy lại nghĩ lại và anh xin lỗi. Bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh. Nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy... Vì là một người rất là tình cảm. Nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn. Thì là anh ấy không có chịu được, là anh ấy bùng nổ luôn á. Thôi như vậy là quá đẹp rồi. Ừ. Nhưng mà dạ. cái cuộc cãi nhau đó phải là có nguyên nhân chứ. Nguyên nhân kiểu là gì? Chúng con cũng không nhớ lắm. Nhưng mà phải nói là tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn là thương lắm ạ. Mẹ chồng con ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc xong mẹ bảo, xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về, mẹ bảo mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau. Mẹ chồng con bảo chứ. Cãi nhau mẹ chồng con buồn, mẹ chồng con bảo Thủy Tiên ơi con không thương mẹ à. Con về đi con. Con về với mẹ đi. Con về với mẹ đi. Mẹ nói liên tục cái câu con về với mẹ đi. Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi viết giấy viết tờ luôn đấy ạ. Mà mẹ nói con về đi con, về với mẹ đi con. Là lúc đó con cũng dưng là con thương quá. Thế là có nghĩa là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó ạ. Như vậy em quá là may mắn rồi. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành rồi, bây giờ qua cái phần qua kia đi. Qua tới cái phần hấp nhường dẫn nhất đây nè. Nhường cho bạn, bạn Duyên đi. Bạn Duyên Hạnh ạ. Tại vì nãy giờ tất cả những câu chuyện đều rất là hay rồi chị. Bây giờ mình đến cái phần mà nó hay hơn. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ, trong một năm... Đúng không? Một năm bảy tháng ở với nhau. Thì cô có lòi cái tật xấu gì không? Có tật xấu, có yếu điểm. Hạ Duyên Hồng. Vợ con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tật xấu thôi, là gọi là cầm điện thoại nhiều. Đi tắm thì muộn. Thế theo con thì đấy là hai cái tật xấu mà kiểu con không thích nhất. Cầm điện thoại là làm gì? Nếu là để làm việc ấy. Thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quầng hết cả mắt lên. Vâng. Ví dụ nữ công gia chánh thì sao? Nấu ăn thì sao? Ở nhà có bừa bộn hay không? Đó. Rồi những cái sau đó. Về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu. Cái này vợ không giỏi lắm. Em không giỏi lắm. Thì lúc đầu con bảo không được. Bây giờ anh đi làm kinh tế. Bây giờ em ở nhà em phải làm những cái việc đấy.
Nhưng mà vì sao Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy? Bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ thôi. Mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè các thứ để cho cả gia đình ăn. Thì tức là bây giờ bạn thì cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi ạ. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà TikToker giỏi luôn. Nói chung là không một trong hai thôi đúng không? Dạ vâng. Ừ. Bây giờ về con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Chồng muốn là vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Ừ. Rồi điện thoại á thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt cái thứ này. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt đúng không? Bây giờ tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con. Thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing luôn ạ. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thủy Tiên. Bằng. Trời ơi, nó thúi. Nó rất thúi. Anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời ơi, con có chạy trốn đi đâu được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng ngược, anh ấy ghim đầu con lại để cho con. Mỗi lần vậy con vui lắm không? Vâng ạ, trời ơi. Thật ra con nghĩ cái đây nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng thấy nghiện à? Cũng như thế. Nghiện đúng không? Mà ngày nào mà không chiếc xuống mặt chiếc là cũng như thế. Cũng trùng chăn. Đúng rồi, là con đang nằm đây trùng chăn. Một đứa rút súng, đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi. Không, ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu. Nhưng mà bây giờ mà ngày nào mà hơn con. Ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Tật xấu của anh ấy đã là anh ấy rất hay ghen ạ. Trời ơi, anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, và con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt nào, hoàn toàn không, chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ. Đó là quay TikTok là hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông là. Đâu ghen sao nào? Trời ơi, dễ sợ lắm ạ. Ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ. Đó, là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là: em đi vào Sài Gòn hả? Đi với Hà hay đi với Vi? Có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không, mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu, anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi, bạn trợ lý quản lý đó. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó. Như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà, bạn ấy chỉ chụp đúng một bức hình của con, bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo. Ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ. Ví dụ đôi khi mặc cái váy satin mà ngắn ngắn một chút đó, anh soi cái camera. Rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại, zoom sát, zoom rỡ nữa. Trời, xong rồi anh về anh đùng. Tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được? Trời ơi, anh đùng nổi giận rồi là trời ơi, giữ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào? Lúc mà anh ấy ghen là cái số 1 bùng nổ luôn đấy ạ. Nhưng mà con xa dữ mà cách nào? Con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết. Vô thay quần rồi. Xong rồi xin lỗi, nhưng mà trời ơi, anh ấy làm căng lên và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài, rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn là phải ngồi cách xa một chút và không có. Trời ơi, anh tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người người bên cạnh hết ạ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Con thì con thấy là không có tật xấu gì nữa rồi ạ. Một người chồng rất tuyệt vời. Thì đã. Đó thì nhưng mà cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ. Là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con trời ơi chăm con lắm, chiều con dữ lắm. Vâng. Hầu như là con như công chúa vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn, thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy sướng. 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi. Nhưng mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Tụi con biết không, các cặp vợ chồng thường những năm đầu lấy nhau là hay cãi nhau lắm. Dạ. Hay cãi nhau mà hay này kia nọ. Đây không là cái cặp đầu tiên mà mình thấy là trong không, chắc là tầm một năm đầu là cũng ấy. Có cãi nhau đúng không? Có khủng hoảng. Nhưng mà con cảm giác ít lắm. Ít thôi, nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm mấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt. Thôi. Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy á, là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn, tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm.
Dạ. Còn rất trẻ luôn á, cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Cho nên rằng cứ nương nhau mà sống để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.